Hello, xin chào mừng các bạn đã đến với video thực hành tiếp theo với kiến thức CSS, Flashbot và Responsive. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn code ra một cái giao diện đây ha, tức là cái phần outer như thế này. Nó gồm có một cái hình tác giả bên trái và nội dung bên phải, gồm có tên, mô tả và mạng xã hội ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích ha. Đầu tiên, chúng ta sẽ đặt đây là outer, tức là tác giả. Mình sẽ đặt khối này là outer. Đúng chưa? Bên trái nó sẽ là cái hình, thì mình sẽ đặt là outer image, có nghĩa là hình ảnh. Bên phải là có nội dung, bọc lại hết tất cả thì chúng ta sẽ dùng là author content. Ở trong này nó có cái tên thì chúng ta sẽ đặt là author name, tức là tên của author. Đây là nội dung thì sẽ là author description. Và chỗ này sẽ là contact ha, tức là author contact. Và chỗ này sẽ là social và social item, tức là các phần tử mà chúng ta cần liên hệ như là Facebook, LinkedIn và Twitter. Ok, chúng ta đã phân tích như vậy rồi thì chúng ta sẽ code ha. Ở đây mình sẽ đặt một cái div là author. Như chúng ta đã phân tích ha, thì bên trái nó có cái hình thì chúng ta sẽ dùng img.outer image thế này. Hình chúng ta có thể vào unslash ha. Mình sẽ tắt cái hình này đi ạ. Đây, mình lấy hình cô gái này đi ha. Rồi, copy image address, mình dán vào đây. Rồi bên phải mình có một cái gì, mình có nội dung đúng không, mình sẽ dùng cái div là, tại vì chúng ta sử dụng thẻ div bởi vì nó bọc lại nhiều thứ ha, mình sẽ dùng là div là author content ha. Bên trong này á, mọi người sẽ thấy nó có cái tiêu đề, thì tiêu đề á, thường á, là một cái khối lớn á, như thế này á, author á, thì người ta thường dùng là h3 hoặc là h2 ha. Thì ở đây mình sẽ dùng h2 đi ha, h2 mình sẽ đặt là author name ha. Mình sẽ đặt là gì đây, ở trong này nó có ghi là John Doe Author, mình sẽ ghi là John Doe Author ha. Ở dưới nó sẽ có mô tả, thì mô tả thì thường là một đoạn văn bản dài, mà đoạn văn bản thì chúng ta sẽ dùng thẻ p ha, p.author description, chúng ta có thể viết tắt là dsc như thế này, điền vào lorem ha, hơi dài thì mình sẽ điền hai dòng đi, lorem như thế này. Dưới cùng á là contact thì mình sẽ dùng một cái div đi ha, chấm là author contact và nó sẽ có một cái chữ là contact me. Rồi bên trong này nó có danh sách các icon này, thì chúng ta sẽ dùng một cái div để bọc lại những cái icon này ha. Mình sẽ dùng là một cái div là đặt là author gạch social đi ha. Rồi bên trong này mình sẽ đặt là chấm author gạch social item ha. Mình sẽ đặt là thẻ y ha, y.fa gạch Facebook để xem thử ra ngoài nó có hiện chưa đã. Chưa có hiện rồi. FAB, mình nhớ không lầm là FAB có nghĩa là brand. Đó, đây hiện rồi. May quá. Bây giờ mình sẽ copy ra thêm mấy cái nữa. Đây đây. Là Twitter ha. Và LinkedIn ha. Đó, như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta đã có hết mọi tài nguyên rồi, cũng như là HTML rồi. Bây giờ làm sao chúng ta để code CSS đây? Thì các bạn sẽ thấy ha, cái phần bên trái này và phần bên phải này nó cao bằng nhau. Thì cao bằng nhau thì chúng ta sẽ sử dụng align tên là stretch trong Flashbot. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ code cho cái outer bên ngoài. Và nó có background ở đây là màu xám này ha, tức là màu nền phía sau. Thì chúng ta sẽ dùng là màu EE đi ha. Nhưng mà cái này nó hơi to, mình không muốn full, mình muốn một khúc là nó thôi. Mình dùng max width đi ha, cho nó ra vừa thôi. To quá nhìn nó thô. Dùng max width là 1000 pixel thôi. Mà quên khoảng là 2 RAM auto đi ha. Thế này. Lúc này nó chỉ ra giữa thôi chứ chưa có gì cả. Rồi, tiếp tục. Nó có chiều cao ha. Đó, như thế này. Rồi, bây giờ mình muốn là tụi nó nằm trên một hàng với nhau và có border radius và background color là EE. Mình sẽ code là background color là border gạch radius, cái này bo hơi tròn, mình nghĩ là tầm 1 gram là vừa. Và nó sẽ là display flash à, chỉ là như vậy thôi. Thì nó sẽ nằm trên một hàng như thế này. Do cái hình này nó khá là cao nên là nội dung của chúng ta nó sẽ bị cao như vậy. Không có gì phải lo cả, chúng ta sẽ fix sau ha. Thì bên này á, do cái hình nó bị tràn ra ngoài nên là cái border radius chúng ta sẽ không thấy. Để khắc phục vấn đề này, mọi người có thể thêm là overflow hidden vào đây, để chúng ta sẽ thấy được cái bo góc như thế này. Đó, rồi tiếp theo.
thì chúng ta sẽ thấy là cái hình này nó hơi cao đúng không? Và chúng ta sẽ thấy này là chỗ này là 100% đúng không? Nhưng mà thằng này bên này nó gấp đôi thằng này, có nghĩa là thằng này cỡ 30%, thằng này là cỡ 70%. Thì chúng ta có thể code cho tụi nó là author image width khoảng là 35 đi ha, 35%. Còn thằng content á sẽ là width 65% ha. Đó, thì lúc này mọi người sẽ thấy là nó sẽ bóp lại rồi, lúc này hình nó không còn bị cao giống hồi nãy nữa. Rồi tiếp tục, cái nền này nó cũng hơi sáp, không sao cả. Bên này nó có padding ha, mình đo thử. Đó, cũng 30 pixel. Mình đo đâm đến nó hơi nhỏ, nhưng mà mình tăng lên cho một chút cho nó dịn thôi. Thì đó là cái content. Thì mình sẽ tăng lên là padding là khoảng là 3 RAM đi ha. Thế này. Do chúng ta sử dụng box sizing rồi nên là không còn bị nữa ha. Không còn bị tăng kích thước nữa, thì chúng ta sẽ được như thế này. Vì còn lại cần làm là chúng ta code thôi. Đó, code CSS mấy cái này rất là đơn giản. Thằng name này ha, chúng ta sẽ code là author. Name color là thằng 33 chẳng hạn. Font size là 2 RAM. Font weight là cỡ 500 là in đậm. MB là khoảng 3 RAM như thế chẳng hạn. Đó. 600 đi ha, cho đậm hơn một chút cho nó giống với thiết kế. Đó, mình sẽ được như thế này. Low RAM là đoạn chữ là mình đặt là DSC đúng không? Là DSC. Thì font size mình tăng lên một chút là khoảng 1.6 RAM đi ha. Mình muốn khoảng cách giữa các dòng nó cách ra một chút thì chúng ta sẽ sử dụng là Light hay. Mọi người để khoảng là 1.8 là đẹp rồi. Đó, mình sẽ được như thế này. Và mình có khoảng cách ở phía dưới nữa thì khoảng là 30 thì mình để là MB 3 RAM đi ha. Đó, lúc này chúng ta sẽ được như thế này. Cũng khá là đẹp rồi ha. Chỗ contact me này thì nó nằm trên một hàng thì chúng ta phải sử dụng là cái gì? À, flashbot đúng không? Contact thì sử dụng là display flash align item là center như thế này. Lúc này mình sẽ được như thế này ha. Rồi tiếp tục. Rồi HTML chúng ta đặt là author gạch sâu số đúng không? Thì những cái icon này cũng nằm trên một hàng thì chúng ta cũng dùng flash luôn. Thì mình có thể viết chung vào đây luôn ha. Và gạch gạch. À, hình như là mình viết gạch ngang thì phải, social. À ha, tức là mình gộp chung hai này tại vì nó giống nhau. À, lúc này mình sẽ được kết quả như thế này. Rồi. Và gạch social mình viết lại ha. Rồi sau đó mình viết là item. Những phần tử này có cách nhau bên trái khoảng là 10 pixel thì mình sẽ dùng là margin left là 1 RAM luôn. Lúc này mình không dùng cho cái first child. Xin lỗi ha, mình không dùng cái code là not first child bởi vì á nó có cách ra cái chữ này nữa nè. Tại vì trong thiết kế nó có cách cái chữ này nữa nên là mình dùng margin left luôn để cho nó nhanh. Đó. Đấy, thì đây là một cái UI đơn giản thôi. Đó, các bạn sẽ thấy nó như thế này. Đó ha. Thì chỗ này hơi cao thì các bạn có thể set hay cố định lại. Các bạn có thể set hay cố định lại, ví dụ dây là 20 RAM thôi chẳng hạn. 20 RAM nhỏ quá. 40 đi ha. Đó, mình sẽ được như thế này. Tuy nhiên cái hình nó sẽ bị méo. Thì mình thiếu cái gì? Mình thiếu cái object fit là cover ha. Hay 100%. Và object fit là cover. Đó, lúc này mình sẽ được kết quả đẹp như mong đợi ha. Ok. Thì mình quên nữa, mình tính nó kết thúc nhưng mà để xem lại chúng ta có nên làm responsive cho nó hay không. Chúng ta sẽ bấm vào đây ha, chuột phải, chọn bấm vào đây. À, trên màn hình iPad thử xem có bị không. iPad thì vẫn ok. Nhưng mà trên màn hình điện thoại thì nó không tốt chút nào. Đấy, nó dính lề nè, mình không muốn nó dính lề. Mình không muốn nó dính lề thì mình sẽ code cho nó là nếu mà dưới điện thoại mình sẽ viết là media screen and mask width 767 pixel. Thì cái thằng author mình không muốn nó dính lề thì mình sẽ code là padding 0 2 RAM thì lúc này nó không còn dính lề nữa. Rồi. Ồ, tại sao vậy ta? Padding 0 2 RAM. Mask width tại sao nó lại dính ta? À, nó cắt ra rồi ha, tại vì mình nhìn không kỹ nó cắt ra khúc này rồi. Thì khi mình cắt như vậy, tại vì do mình set background là EE này nên là khi mình cắt như vậy á thì nó nằm đây nên mình có cảm giác là nó bị dính.
thì lúc này mình không nên để background ở đây, mình không nên để background ở đây, mà mình để, nên để background ở cái content mới đúng ha, như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái màu trắng là chúng ta đã bedding vào rồi đó, thấy chưa? Tuy nhiên á, làm như vậy thì không có đẹp, tại vì nó nằm như vậy thì không đủ nội dung. Thì lúc này mình muốn xoay lại cái hình nằm trên, cái nội dung nằm dưới, thì chúng ta sẽ đổi chiều ha. Thì đổi chiều trong Flexbox chúng ta sẽ sử dụng là Flex Direction. Thì mình sẽ code là Flex Direction là column ha, như thế này đó. Tuy nhiên á, do mình để hay cố định nên là nó bị overflow hidden ẩn đi. Lúc này mình không muốn nữa, mình sẽ để là hay auto ha, hay auto, thì mình sẽ fix được vấn đề này. Tuy nhiên á, những cái này không có được 100%. Thì lúc này các bạn sẽ thấy này, mình phải code lại là about author và about image with 100%. Như ở dưới này ha, giả sử mình code là author with 100% và about là about content chứ ha, xin lỗi ha, content và image. Đó, tức là mình phải code dưới điện thoại là nó full 100% như thế này. Đó. Tuy nhiên thì cái hình hơi cao thì chúng ta có thể khắc phục lại là image hay khoảng là 20 RAM thôi chẳng hạn. Thì lúc này chúng ta sẽ được kết quả đẹp như mong đợi ha. Đó. Rồi. Có vấn đề gì nữa ta? À, khi nào mình nói là nếu mà dưới mobile mình phải cốt lại là cái này. Thì lúc này mình tại sao mình không đặt câu hỏi là tại sao mình không cốt là nếu màn hình 7 lớn hơn 768 á thì hai thằng kia mình mới set phần trăm. Thì lúc này mình sẽ viết như thế này, mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Media screen and min width ha. Tức là lớn hơn màn hình 768, tức là từ điện thoại trở lên. Thì mình sẽ muốn á, là thằng mình mới set phần trăm cho hai thằng này là 65 và 35. Đó, mình sẽ copy xuống. Và mình sẽ copy vào đây là author. Bỏ đoạn này đi ha. Bỏ này luôn. Và mình chỉ để lại cái này. Lúc này mình không cần chỗ này nữa. Và chỗ này mình cũng không cần nữa. Bởi vì lớn hơn 768 là nó sẽ áp dụng đoạn code đó. Còn ở dưới á, dưới mobile ha, thì mặc định là 100% rồi thì mình cũng không cần đoạn code này nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ tối ưu hơn và code chúng ta sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đó, như thế này. Và xuống dưới mobile nó sẽ như thế này. Đây. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ thấy nè, do mình padding vào rồi á nên cái thằng radius nó sẽ không có xuất hiện ở đây. Nên chắc là mấy cái này do nó tràn ra khi mình dùng background. Thì để khắc phục vấn đề này rất là đơn giản. Thì mình sẽ tạo border radius cho cái hình ha, góc này và góc này, còn dưới này không có. Thì cái hình mình sẽ có là border radius 1 gram, đó là trái phải ở dưới. Không có. Thì nó sẽ được góc phía trên như thế này. Đây. Tương tự cái này ha. Là bao gạch content đúng không? Sẽ có là border gạch radius. Phía trên không có sẽ là 0, phía dưới có sẽ là 1 gram. Lúc này chúng ta sẽ có kết quả như mong đợi ở đây. Đó, và hiển thị đẹp trên điện thoại ha. Lên tablet cũng đẹp này. Đó. Rồi. Lên máy tính. Đó, cũng rất là đẹp. Ok, thì trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn làm một cái UI đơn giản là author, áp dụng những kiến thức về Flexbox và responsive. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ làm thêm vài cái UI nữa ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.